Pháp hy vọng thúc đẩy ngành công nghiệp quốc gia với nhãn hiệu Làm tại Pháp. Hội chợ Làm tại Pháp đầu tiên đã mở cửa tại Paris vào hôm thứ Sáu với mục đích nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước để giúp thúc đẩy ngành công nghiệp ảm đạm của Pháp. Nước Pháp đang cố gắng để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp đang bị suy giảm và một số các công ty Pháp đang quảng bá các sản phẩm làm tại Pháp với lập luận rằng các sản phẩm này có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác được sản xuất ở các nước có chi phí lao động thấp hơn. Nhà chức trách Pháp tin rằng một nhãn hiệu làm tại Pháp sẽ quảng bá sản phẩm của Pháp ở nước ngoài và thu hút đầu tư. Các sản phẩm được trưng bày trên các gian hàng của hội chợ không chỉ bao gồm các loại rượu vang hay fromage, nhưng một loạt các sản phẩm từ chiếc mũ beret truyền thống của Pháp cho đến chiếc xe thành phố Yaris của Toyota. Toyota gần đây đã chuyển một đơn vị sản xuất xe hơi đến Pháp. Bộ trưởng Công nghiệp Pháp, ông Arnaud Montebourg, người gần đây đã xuất hiện trên trang bìa của một tạp chí Pháp, mặc một chiếc áo thun thủy thủ được làm tại Pháp, tin rằng ngành công nghiệp của Pháp có thể phục hồi. Ông nói kể từ khi Trung Quốc xuất hiện trong Tổ chức Thương mại Thế giới cách đây 10 năm mà không có bất kỳ rào cản thương mại nào, không có bất kỳ điều kiện gì, tất cả các công ty dệt may châu Âu đã biến mất. Nhưng nay, các công ty này đang bắt đầu sống lại. Tại hội chợ, các công ty đưa ra một thực tế rằng nước Pháp có một tay nghề rất cao trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau, một điều mà các nước có chi phí lao động thấp khác thường bị thiếu. Ông Pierre Conjean, người đồng sáng lập một công ty áo polo trong tháng 6 năm nay, tin rằng sản xuất ở Pháp vẫn có thể cạnh tranh với các thương hiệu khác. Ông nói ông muốn cho thấy rằng một công ty nhỏ được thành lập bởi những người trẻ tuổi có khả năng sản xuất từ A đến Z hoàn toàn ở tại Pháp với một mức giá cạnh tranh, với chất lượng, cùng với sự sáng tạo và sang trọng. Ông Conjean nói áo polo sản xuất bởi công ty của ông với giá 80 euro vẫn còn rẻ hơn so với các thương hiệu nổi tiếng khác, mặc dù dây chuyền sản xuất của họ là ở Trung Quốc. Ông Conjean cũng tin rằng nhãn hiệu làm tại Pháp là một lợi thế rất quan trọng và mọi người sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho một sản phẩm có chất lượng, có thể sử dụng lâu dài hơn và một nhãn hiệu ba màu trên bao bì. Ông Conjean nói rằng điều quan trọng là cho thế giới thấy rằng nước Pháp vẫn có tay nghề và sự hiểu biết cao. Chính phủ cần giúp đỡ các công ty nhỏ do gia đình điều hành vì những công ty này sử dụng phần lớn người lao động ở Pháp. Các công ty này vẫn có một tương lai tươi sáng và vẫn có thể sản xuất những sản phẩm đẹp và có chất lượng cao. Chính phủ Pháp gần đây đã công bố các biện pháp mới để giảm bớt chi phí lao động thông qua các khoản giảm thuế cho các công ty để đảo ngược sự suy giảm công nghiệp quốc gia kéo dài từ nhiều thập niên.